Ngày 29 tháng 1, đoàn đại biểu tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia do Ngài Visamnan, tỉnh trưởng, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đón tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Ngài Visamnan khẳng định, nhân dân Campuchia không thể nào quên công ơn to lớn của quân tình nguyện Việt Nam đã đấu tranh, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia. Sự phát triển của Campuchia như hiện nay có sự hỗ trợ của Việt Nam. Trong thời gian tới, Ngài Visamnan mong muốn các nhà đầu tư tỉnh Vĩnh Long tham gia đầu tư vào tỉnh Kampong Speu ở các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Ngài tỉnh trưởng Visamnan gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Chúc tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia, Việt Nam nói chung và Vĩnh Long, Kampong Speu nói riêng ngày càng tốt đẹp. Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời đánh giá cao tinh thần hữu nghị giữa hai tỉnh, cũng thông tin với đoàn về những kết quả nổi bật của tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong muốn tình đoàn kết láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài mà đảng, chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia cũng như giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Kampong Speu sẽ được phát huy và luôn tốt đẹp.